Mọi người ơi, hôm nay mình đi ra vườn. Em đi luôn ở trong này cũng được. Như vọng này. Thế là mới dọn dọn ra được. Đó. Cái tùng thơm này. Sai to. Cây trầu bà. Cây gì lạ quá này. Cây cọ. Nó to lắm này mọi người. Cây hạnh phúc. Cái này tí ra đầu kia to hơn. Đây là cây mộc thơm này mọi người. Mộc thơm hay gọi là mộc hương ấy. Phần to. Hoa nó thơm lắm. Nhiệt. Đây này, này cả vườn. Đó. Bonsai này. Bonsai này mọi người nhiều lắm. Người ta uốn thành như này. Xanh. Đây là tùng lan há, la há đúng không? Đây đây. À. Đây là xanh. Số 2 là xanh. Đây tùng. Đó, con xanh. Hôm nay em lên vườn tham quan đấy mọi người ơi. Hôm nay em lên thăm vườn. Đó, hoa giấy này. Cây giấy. Thì khi em vào về thì dùng được cái ngôi chơi đi. Nó mọc ra, chả có gì ra hoa này. Thơm chưa? Cái mọc này. Bây giờ đang có lá non đấy mọi người ơi. Có lá non thôi mà vẫn có hoa. Đang mọc mầm. Đây. Kim tiền, à, kim ngân này. To chưa? Kim ngân thân to. Thân của nó to hơn người mình. Củ to. Củ nó bắt đầu mọc lá ra. Đây, ở trong này là cây phát tài núi này. Ôi trời. Nhiều nhánh lắm mọi người. 5-6 nhánh này. 5 nhánh này, 6 nhánh này. Đó. Cây hạnh phúc này. Mọi người muốn có size gì thì có size đấy nha mọi người, size to, size nhỏ đều có. Size lớn có. Đó. Đây. Ôi mọi người ơi, nhiều lắm này. Nhiều cực kỳ luôn ấy. Đó mọi người, cả vườn đây à. Cả vườn phát tài núi đây. Mọi người thích cây nào thì có cây đó luôn. Đó. Cây hạnh phúc. Đây ở trên này là cái dàn dây cây đô la. Đó.
dàn đô la, đây là dàn hạnh phúc này, dàn hạnh phúc. Bên này là phát tài núi này, cây cột vạn niên thanh này, cột vạn niên thanh này mọi người ơi. Có sai nhá, đây cái mà mình đang quay sẽ là sai to này, đây còn bên cạnh này sẽ là sai vừa này, này nhỏ hay nhỏ hơn, nhỏ hơn đây mọi người, cho mọi người so sánh kỹ hơn này. Đó đó, mấy cọ bên kia thì nó sẽ cao hơn mấy cọ này. Đó, mọi người thấy không, đẹp lắm, đẹp lắm. Đây. Mọi người ơi, đây này, cây đỗ quyên nhá, nó có nhiều màu lắm. Đỗ quyên màu hồng nhạt rồi, đỗ quyên màu đỏ này, hiểu cực kỳ nhiều nha, rất là nhiều. Đó, thấy không các bà, đó đã nở hoa rồi đây nha, rất đẹp. Đây biết cây gì hồng, cây là già nè, cây đô la này, cây đô la với cả cây bình an. Cái son môi, cây hạt dưa, già hạt dưa này. Đâu cái bà ơi, đẹp lắm. Đây cả vườn này, cả vườn rộng lắm mọi người ơi, vườn rộng kinh khủng khiếp luôn. Mọi người cần mua gì mọi người cứ liên hệ shop nhá mọi người. Bên shop có tất cả các loại cây luôn. Đây này, đây là cây cau tiểu trâm, loại size to. Đó, rất là nhiều, rất là nhiều luôn ấy. Đó, nhiều lắm mọi người ơi. Cây tùng thơm này, mọi người tùng thơm nhiều sai lắm nhá mọi người. Có size to to vừa vừa này, và size mini để bà. Đó, đây là cây cây cột vạn niên thanh. Đó mọi người ơi, nhiều lắm. Đó mọi người ơi, rất là nhiều loại cây, có tất cả các loại cây luôn ý. Đó, đây ở trên này là dàn dây leo này, đây cho mọi người coi kỹ, dàn dây leo đây, đây là cây bình an này. Đó, đây là cây cây đô la này, đô la hình ốc này, cái vỏ ốc ấy, đô la cây vỏ ốc này. Đấy, đây chầu bà vỏ ốc treo này. Đó các bà ơi, nhiều lắm ấy mọi người ơi, đẹp lắm, thích mê luôn. Mà đô la này có màu lạ lắm này, đó màu tím tím này, tím tím
Đây, chậu bà treo ốc này. Đó các bạn ơi, nhiều lắm nè. Thế là cây, mình chưa biết tên cây này là cây gì. Nhiều lắm, đẹp lắm mọi người. Có size nhỏ nhỏ này, có size nhỏ nhỏ và size vừa vừa. Đây, đó, cả khu vườn này đẹp mê ly luôn. Đó. Mọi người thích cây gì có cây đó nha. Đây. Đó. Đô la mà nó có cả cái mầm màu tím rất là lạ, độc đáo, đẹp mắt. Đó. Này là cây ấy nhá mọi người. Cây tổ yến á. Cây tổ yến. Đẹp không? Cây hồng môn này. Hoa này. Đó, hoa lá này. Đẹp không?